Sau khoảng 2 tháng được trồng, mặt cỏ mới của sân vận động Bukit Jalil đã chuẩn bị có thể được đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Mặt cỏ mới của sân vận động lớn nhất Đông Nam Á sử dụng loại cỏ Zeonjoicea có chất lượng cao. Toàn bộ kinh phí lắp đặt mặt cỏ này là 2,3 triệu ringgit và được tài trợ bởi chủ tịch của câu lạc bộ Johor Darul Tazim, Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim. Dự kiến, những trận đấu đầu tiên trên mặt cỏ Zeonjoicea của Bukit Jalil sẽ là hai trận giao hữu của đội tuyển quốc gia Malaysia tại FIFA Day tháng 10 này. Lãnh đạo thành phố Pattaya của Thái Lan mới đây đã đến thăm công trình sân vận động Chaiyaphruwek Pattaya đang bị đóng băng xây dựng nhiều năm qua. Sau chuyến thị sát, các quan chức cấp cao của thành phố Pattaya đã yêu cầu phải hoàn thành sân vận động này trong 820 ngày tới. Sân vận động Chaiyaphruwek Pattaya được khởi công xây dựng từ năm 2008, nhưng liên tục bị gián đoạn thi công bởi nhiều nguyên nhân. Sau 15 năm, sân vận động này mới chỉ hoàn thành phần thô của ba mặt khán đài. Việc xây dựng sân vận động này đã bị dừng lại trong vài năm gần đây do nền đất có đá lớn khó khoan, hoặc các vấn đề về lao động do bùng phát dịch Covid-19 dẫn đến việc các nhà thầu phải bỏ dở công việc. Hơn 700 triệu bạt ngân sách đã được chi, nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành. Sân vận động Chaiyaphruwek Pattaya có sức chứa 20.000 khán giả, được xây dựng ở huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi của Thái Lan. Kinh phí xây dựng sân vận động dự kiến ban đầu là 774 triệu bạt. Để hoàn thành dự án, dự kiến 329 triệu bạt sẽ được chi thêm. Bắt đầu bằng việc hoàn thành khán đài 2.500 chỗ còn lại. Theo hợp đồng xây dựng trong 820 ngày, bắt đầu từ 25 tháng 9 năm 2023 và hoàn thành sân vận động vào ngày 27 tháng 11 năm 2025. Sân vận động Lạch Tray đang tiến hành cải tạo mặt cỏ, phục vụ cho mùa giải mới. Ngay sau khi kết thúc trận đấu với PSM Makassar tại AFC Cup, ban quản lý sân vận động này đã tiến hành cắt cỏ sát gốc để tiến hành chăm bón cho lớp cỏ mới phát triển. Trận đấu tiếp theo trên sân Lạch Tray sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 10, khi câu lạc bộ Hải Phòng tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 1 V-League 2023-2024. Cũng đang tiếp tục quá trình chuẩn bị cho V-League, sân vận động 19 tháng 8 đang tiến hành làm mới dàn đèn để đáp ứng yêu cầu của VPF. Dàn đèn mới của sân 19 tháng 8 sử dụng công nghệ hiện đại và là loại tương tự như sân Quy Nhơn. Để có thời gian hoàn thành hạng mục này, câu lạc bộ Khánh Hòa đã xin không thi đấu trên sân nhà ở vòng 1. Sân vận động ASN của câu lạc bộ Phnom Penh Crown đã tiến hành lắp đặt thêm ghế ngồi trên khán đài, biến nó trở thành sân vận động toàn ghế ngồi. Những chiếc ghế trên khán đài sân vận động này mang hai màu đỏ và trắng, đại diện cho câu lạc bộ chủ quản. Trước đó, sân vận động ASN cũng đã được lắp đặt toàn bộ mái che để phục vụ SEA Games 32. Sân vận động ASN được xây dựng từ năm 2015 với sức chứa 5.000 khán giả. Đây là sân vận động dành riêng cho bóng đá đầu tiên tại Cambodia. Dự án xây dựng sân vận động Gelora Daha Jayanti đã bước vào tuần làm việc thứ 26. Tiến độ xây dựng vẫn đang diễn ra khẩn trương. Sân vận động 15.000 chỗ này là một địa điểm dành riêng cho bóng đá. Được xây dựng tại khu vực Nhiếp Chính Kediri, tỉnh Đông Java của Indonesia. Nhiếp Chính là đơn vị hành chính tương đương với cấp huyện ở Việt Nam. Sân bóng này nằm ngay cạnh sân bay quốc tế Kediri cũng đang được xây dựng. Khởi công xây dựng vào ngày 30 tháng 5 năm 2023. Đến thời điểm này tiến độ xây dựng đã đạt khoảng 45%. Các khán đài đang dần thành hình. Sân bóng mới trị giá 150 tỷ rupiah này dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm nay, trước khi tiếp tục thi công giai đoạn 2 trong năm 2024.